luôn nhá mày. Chứ chín rô này em có dám lại nè. Về thu mua cho được ăn lô 5.000 rửa xanh nữa lên. Thế nhưng nhìn những quả đẹp rồi mà. Đúng là mắc lười công tin. Trong ở ní trong 4 tháng 9. Chỉ phí là lúc đầu là từ phân chuồng cho đến trải cái ni lông ni là riêng tiền ni lông là của hẳn là đã hết một sao là 350 này. Nếu mà ở chín là họ sẽ hại là họ thu nhập cho theo thì giá cả là theo thị trường, nếu mà thị trường đắt là họ nhập đắt nè, thị trường rẻ họ nhập rẻ. Nhưng sau khi họ làm xong này họ đến họ không thu mua chứ thì lại được một đợt là họ nhập nhưng mà lại không có tiền. Thế chứ bán thì ra thì cho lỗ 10.000 chứ mà đi đi đạp xe thì đi nhiều nhà thì đi ra chợ khó bán lắm. Nếu mà không thu mua thì cuối cùng đồng phải nhổ gần mà trong gần khả cái nhân dư biến mà nắng. Mà nếu mà dự án mà nó đi thì có lẽ là dân nó hụt hiệp luôn. Nếu lần tháo có dự án khả cái hồ cũng chả mình. Giải pháp khắc phục thì bên phía ủy ban xã thì cũng tiến hành kiểm tra thực tế. Và những cái hồ nào mà trong quá trình mà khi mà chín rồi rồi khó tiêu thụ thì bằng cả cái giải pháp một là tìm kiếm một thị trường bên ngoài để rồi thu mua cho bà con nhân dân, giao trách nhiệm thôn và cùng với xã là kết nối với người đại diện với doanh nghiệp và tiến hành thu mua để tạo điều kiện khắc phục cho bà con nhân dân trong thời gian tới.